Xin chào quý anh chị và các bạn. Và tiếp theo trong cái nội dung của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với cách để chọn tỷ hưu hợp tuổi, hợp với mệnh của mình như thế nào. Nhờ vào những cái ý nghĩa và tác dụng phong thủy may mắn, nhu cầu sử dụng tỷ hưu của mọi người thời nay lại ngày càng tăng. Và mỗi loại tỷ hưu mang tới cái giá trị khác nhau cho mỗi người. Vì thế mà khi kết hợp linh vật này với cái yếu tố hợp mệnh, hợp tuổi sẽ giúp chúng phát huy được hết cái tác dụng của phong thủy. Dưới đây là chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cách để chọn tỷ hưu hợp với tuổi hợp mệnh mà ai cũng nên biết để tránh rước xui vào mình. Với tuổi của 12 con giáp, thứ nhất là tuổi Tý thì người tuổi Tý nên chọn tỷ hưu được làm từ đá garnet hay những cái loại đá có cái màu đỏ sậm tượng trưng cho cái sự bình yên, đời sống ổn định. Loại tỷ hưu này cũng thể hiện cái tình cảm bền vững rất thích hợp với người có gia đình. Thứ hai đó là tuổi Sửu. Với người tuổi Sửu thì tỷ hưu được làm từ đá aquamarine rất thích hợp với bản mệnh bởi loại đá này tượng trưng cho sức khỏe và sự bình an hòa hợp với mọi người xung quanh. Tuổi Sửu đeo cái loại tỷ hưu này sẽ có một cái sức khỏe tốt và công việc làm ăn thuận lợi. Còn với cái người tuổi Dần thì tuổi Dần nên chọn tỷ hưu làm từ đá sapphire hoặc là các cái loại đá có cái màu trắng hoặc là trong suốt sẽ thể hiện cái sự nhạy cảm, tâm hồn thanh khiết, ý chí cứng cỏi, sức mạnh và quyền lực trong tay. Sử dụng loại tỷ hưu này rất có lợi cho con đường thăng tiến của bạn. Còn đối với người tuổi Mão thì người tuổi Mão nên chọn tỷ hưu có ngọc trai, vốn là cái nguyên liệu thể hiện cái sự nhẹ nhàng thuần khiết, tôn lên cái vẻ đẹp cho người sử dụng. Chẳng như vậy, loài này còn biểu trưng cho cái sự quý phái sang trọng, giúp chủ nhân có cái cuộc sống giàu sang, sung túc và biết yêu thương. Và đối với người tuổi Thìn thì loại tỷ hưu thích hợp với người tuổi Thìn được làm từ đá amathi. Đây là loại đá tượng trưng cho cái vẻ đẹp sắc sảo, trí tuệ minh mẫn và cả cái sự trung tình. Sử dụng cái đá amathi sẽ giúp cái tuổi Thìn có được cái cuộc sống suôn sẻ và trong công việc luôn được quý nhân phù trợ thuận buồm xuôi gió. Đối với người tuổi Tỵ thích hợp với tỷ hưu đá opal. Nó tượng trưng cho quyền lực, sức mạnh, nhanh nhẹn, rất phù hợp với những người mưu cầu thăng quan tiến chức, thành đạt, thịnh vượng. Còn đối với tuổi Ngọ, tỷ hưu từ đá Topan rất hợp với người tuổi Ngọ, sẽ giúp thể hiện sự tự tin, sáng tạo và lòng can đảm để có thể vượt qua mọi cái khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Dùng loại đá này còn giúp bản mệnh xua tan được những cái điều phiền não và cuộc sống của bạn sẽ yên bình hơn. Còn đối với tuổi Mùi sẽ có cái sự quyến rũ, thu hút, trí tuệ, thông thái khi mà chọn tỷ hưu bằng đá emerald. Đối với người tuổi Thân thì bạn nên chọn tỷ hưu làm từ đá peridot bởi loại đá này mang đến cái nguồn năng lượng từ trong tâm hồn nên là rất thích hợp cho người có cái sức mạnh nội tâm như con giáp này. Loại tỷ hưu từ đá peridot sẽ giúp bạn hoàn thành mọi công việc một cách tốt đẹp nhất, chu toàn nhất, nhờ vậy mà bạn sẽ được mọi người yêu quý và tôn trọng. Đối với người tuổi Dậu, tỷ hưu bằng đá sicinia là lựa chọn hợp lý nhất cho những người tuổi Dậu. Bạn sẽ có cái được sự sáng tạo thành công, nhờ vậy sẽ tạo dựng được cái tương lai tươi sáng. Đối với người tuổi Tuất thì con giáp này nên chọn tỷ hưu làm hoặc là có đính kim cương sẽ rất tốt cho bản mệnh. Các cái nguyên liệu này tượng trưng cho cái quyền uy sẽ giúp các bạn nhanh chóng vươn tới thành công. Và đối với tuổi Hợi, người tuổi Hợi nên chọn tỷ hưu làm bằng đá ruby để tượng trưng cho cái sự linh hoạt, nhanh nhẹn sẽ giúp bạn luôn suôn sẻ trong cái việc làm ăn, giao tiếp cũng như là cuộc sống. Và nếu mà xét về cái mệnh ngũ hành thì đối với người mệnh kim thì trong phong thủy ngũ hành thì mệnh kim hợp với những cái màu bản mệnh như là trắng, xám, bạc và màu tương sinh thuộc hành thổ do là thổ sinh kim như vàng, nâu đất. Vì vậy mà mệnh kim rất thích hợp với tỷ hưu được làm từ đá bạch ngọc có những cái màu sắc này. Mệnh này nên tránh các cái màu đỏ, hồng, tím thuộc hành hỏa tương khắc. Và đối với cái mệnh mộc thì để người mệnh mộc gặp nhiều may mắn về tài lộc, sức khỏe, làm ăn phát đạt thì nên chọn tỷ hưu có cái màu sắc tương sinh của hành thủy do mộc được thủy dưỡng. Nên cái màu đá tỷ hưu tốt nhất đối với người mệnh mộc nên dùng là màu xanh của nước, bao gồm các cái màu như là đen, xanh nước biển, xanh lam, xanh da trời. Ngoài ra thì bản mệnh cũng có thể là sử dụng màu sắc bản mệnh mộc của mình bởi lưỡng mộc ắt thành lâm, nhiều cây sẽ tạo thành rừng. Tức là cái màu sắc là tương hợp là màu gỗ hóa thạch, màu xanh lá, xanh lục.
và mệnh mộc nên chú ý là nên tránh cái chọn tỷ hưu có màu trắng xám, vì đây là những cái màu mà thuộc hành kim sẽ khắc mộc. Nên đối với người mệnh thủy thì loại tỷ hưu mà thích hợp với người mệnh thủy là có màu sắc tương sinh thuộc hành kim như là trắng, bạc, xám sẽ được coi là những cái màu phù hợp nhất đối với người bán mệnh, vì theo cái quy luật ngũ hành kim sinh thủy. Bởi đây là cái lời khuyên cho những cái người mệnh thủy là nên ưu tiên lựa chọn các cái sản phẩm tỷ hưu có cái màu trắng. Bạn có thể lựa chọn các cái sản phẩm thạch anh trắng hoặc trò hóa thạch trắng sữa, ngọc cẩm thạch trắng. Ngoài ra thì người mệnh thủy có thể chọn trang sức tỷ hưu được tạc bằng đá, ngọc có màu đen, xanh lam, xanh sapphire với các cái chất liệu như là thạch anh đen, đá opal, vân vân. Đây là những cái màu sắc bán mệnh cũng rất may mắn. Trong đó thì các cái loại đá màu xanh nước biển nhẹ nhàng, tươi sáng có lẽ sẽ được yêu thích nhiều hơn màu đen và màu trắng, đặc biệt là với giới trẻ. Hơn nữa là tỷ hưu màu xanh nước biển còn giúp bạn có thể dễ dàng kết hợp với các cái phụ kiện khác mà làm nổi bật một cái chiếc vòng và tôn lên cái vẻ đẹp sang trọng, quý phái nhưng lại năng động và tràn đầy sức sống của bản thân. Mệnh thủy nên tránh chọn tỷ hưu có màu nâu, vàng, nâu đất thuộc hành thổ tương khắc. Còn nếu là mệnh hỏa thì vì là mộc sinh hỏa nên tỷ hưu có cái màu sắc thuộc hành mộc như là xanh lá cây sẽ rất hợp với người mệnh hỏa. Ngoài ra thì người mệnh hỏa cũng sẽ gặp điều tốt lành nếu mà dùng tỷ hưu có cái màu phù hợp với mệnh, tức là các cái màu đặc trưng của hành hỏa là đỏ, hồng, tím, cam. Tuy nhiên thì người mệnh hỏa không nên đeo tỷ hưu chế tác từ đá quý đen hoặc là có cái màu xanh nước biển, vì là cái màu của hành thủy. Khi dùng sẽ dễ gặp xui vì nước và lửa luôn đối đầu, và cái phần thiệt sẽ về hỏa vì là nước dập được lửa. Từ đó mà công danh tài lộc sẽ khó phất lên được. Và nếu như mà các bạn là cái người mệnh thổ thì theo cái quy luật ngũ hành thì hỏa sinh thổ. Bởi vậy, cái màu sắc được coi là phù hợp với người mệnh thổ là những cái màu thuộc hành hỏa như là đỏ, hồng, tím, cam. Bạn có thể lựa chọn tỷ hưu được làm từ mã não đỏ, ruby, thạch anh hồng, đều rất trẻ trung, thời trang mà không kém phần dịu dàng, đặc biệt là đối với phái nữ. Bên cạnh đó thì những cái màu tương hợp với cái mệnh thổ như là vàng, nâu, nâu đất cũng hỗ trợ khá nhiều cho cái vận khí những người thuộc mệnh này. Những người mệnh thổ nên tránh chọn mua cái trang sức tỷ hưu có cái màu xanh lá cây, xanh cốm vì là mộc khắc thổ. Quý anh chị thân mến, và trên đây là cái cách để chúng ta chọn tỷ hưu phong thủy phù hợp với bán mệnh của từng người. Là có hai cái cách chúng tôi đưa ra là theo con giáp, và cách thứ hai là theo cái ngũ hành, và chúng ta phối hợp để chọn lựa cho phù hợp, vừa là theo cái ngũ hành của mình và vừa là cái con giáp nam sinh để phù hợp nhất. Và trong cái video tiếp theo thì chúng tôi sẽ hướng dẫn quý anh chị và các bạn là cách để chúng ta đặt tỷ hưu phong thủy đúng cái vị trí để chiêu tài lộc tốt nhất. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.